Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng khi có tới 50 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến tuyến. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng, trong ngày 16 tháng 4, các lực lượng Nga tổng cộng 2 lần nã tên lửa, 43 lần không kích, 39 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề. Tổng cộng có 50 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Severchina và Slobodchina, miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Các lực lượng Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở các khu vực biên giới, tiến hành hoạt động tình báo và trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mình dọc biên giới Belgorod giáp với Ukraine. Hơn 35 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv bị tấn công ồ ạt. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 42 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các thành phố chủ lực Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovka trong ngày qua. Tại tỉnh Zaporizhia và Kherson, hơn 40 khu định cư bị pháo binh và súng cối của quân Nga pháo kích liên tục. Trong ngày qua, lực lượng Ukraine đã tấn công 5 cụm nhân lực và một sở chỉ huy của Nga. Chia sẻ với đài PBS Newhouse ngày 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy nhà máy nhiệt điện Chibilia, tỉnh Kiev vì Ukraine đã hết tên lửa để bảo vệ nhà máy này khi bị Nga tấn công. Nhà máy Chibilia đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào ngày 11 tháng 4, khiến Centrenergo, một công ty năng lượng nhà nước Ukraine, mất toàn bộ công suất phát điện. Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 11 tên lửa về phía nhà máy. Ukraine đã có thể bắn hạ 7 tên lửa đầu tiên và 4 tên lửa còn lại đã phá hủy Chibilia. Tại sao ư? Tại vì Ukraine không còn tên lửa nào. Chúng tôi đã cạn tên lửa nên không thể bảo vệ nhà máy Chibilia, ông Zelensky nói. Nhà máy Chibilia nằm cách thủ đô Kiev chưa đầy 30 km về phía nam và là nhà cung cấp điện chính cho các tỉnh Kiev, Zhytomyr và Cherkasy. Theo hãng thông tấn TASS, tinh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sado cho biết rằng binh sĩ Ukraine đang ẩn náu trong những căn hộ bỏ hoang ở Kherson và cải trang thành cư dân của địa phương. Ông Sado, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự do Kiev bổ nhiệm, Alexander Brokudin, đã cho phép quân sự Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ẩn náu trong các căn hộ do cư dân ở trung tâm thành phố Kherson để lại. Các binh sĩ này đã cải trang thành cư dân thành phố. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã tấn công các cụm nhân lực và thiết bị của Ukraine trên 133 khu vực khắp chiến trường trong ngày qua. Tính riêng mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga loại khỏi vòng chiến hơn 1.090 binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua. Các khí tài hạng nặng bao gồm hệ thống pháo tự hành Paladin, pháo tự hành M119 và hệ thống pháo cơ giới Acacia do Mỹ sản xuất, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Acacia, hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và các trạm tác chiến điện tử Nota và Bukovel AD. Tại Kherson, thiệt hại của Ukraine khoảng 40 binh sĩ, 5 phương tiện cơ giới quân sự và một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, trong ngày qua, lực lượng phòng không Moscow đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình, mồi nhử MALD do Mỹ sản xuất, 2 hỏa tiễn của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMAR và MLRS Uragan, 6 tên lửa hành trình Storm Shadow và 2 tên lửa chống ra Naham của Ukraine. Nguy cơ Israel tung đòn giáng trả châm ngòi thùng thuốc súng Trung Đông. Cuộc tấn công chưa từng có của Iran và Israel trong đêm 13 tháng 4 đã đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của Tehran, vốn dựa vào các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào việc liệu Israel có chọn phương án hành động quân sự để đáp trả hay không. Iran cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc không kích mà Tehran cáo buộc do Israel tiến hành nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến hai tướng thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng hồi đầu tháng. Israel tuyên bố gần như toàn bộ trong số hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa do Iran phóng đã bị hệ thống phòng không của Israel bắn hạ với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Trường hợp thương vong duy nhất được báo cáo là một bé gái bị thương ở miền nam Israel và một tên lửa đã tấn công căn cứ không quân của Israel gây thiệt hại nhẹ.
Tuy vậy, người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn mô tả cuộc tấn công này là thành công. Cuộc tấn công của Iran vào Israel đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn với hậu quả thảm khốc trong khu vực. Tuy nhiên, Iran khẳng định nước này không tìm kiếm một cuộc chiến tranh tổng lực trên toàn khu vực. Israel có thể lựa chọn các cuộc tấn công có mục tiêu và có giới hạn để đáp trả Iran. Các chuyên gia quốc phòng cho biết, các mục tiêu có nguy cơ bị tấn công cao nhất sẽ là các căn cứ được Iran sử dụng để tiến hành cuộc không kích vào Israel. Mức độ nghiêm trọng trong đòn đáp trả của Israel sẽ phụ thuộc vào mức độ tổn thất mà nước này phải gánh chịu do cuộc không kích của Iran. Cuộc tấn công của Iran dường như không gây ra nhiều thiệt hại. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã bị bắn hạ. Tác động của xung đột Iran-Israel đến thế giới. Tiến sĩ James Dorsey, chuyên gia tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho biết một cuộc chiến tranh Iran-Israel có thể đe dọa thêm hòa bình và an ninh thế giới, và các chính phủ cần phải xem xét cách ứng phó với nhiều tình huống khác nhau, theo kênh Channel New Asia. Theo ông, một cuộc chiến tổng lực sẽ làm gia tăng trạng thái kích động, đặc biệt là ở các quốc gia có đa số người Hồi giáo như Singapore, Malaysia, Indonesia. Ở một khía cạnh khác, cổ phiếu châu Á đã nhanh chóng sụt giảm và giá vàng lại tăng vọt sau cuộc tấn công của Iran và Israel hôm 13 tháng 4. Chi phí vận chuyển cũng dự kiến sẽ tăng vì nhiều nước đóng cửa không phận dẫn đến chậm trễ vận chuyển. Giá nhiên liệu cũng sẽ tăng nhanh nếu chiến sự bùng nổ. Người tiêu dùng có thể phải trả thêm tới 45% cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa nếu căng thẳng leo thang. Theo bà Sarah Majid Kaur, tổng giám đốc của công ty vận tải biển AOCL Singapore, căng thẳng leo thang cũng có thể đẩy giá vàng cao hơn, ngay cả khi giá cả mặt hàng này đã tăng ngất ngưỡng trong thời gian gần đây. Iran cho biết cuộc tấn công của họ là để trả đũa việc tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán Tehran ở Damascus, thủ đồ Syria, bị tấn công hồi 1 tháng 4. Iran cho rằng Israel đứng sau vụ việc, nhưng Israel không nhận trách nhiệm. Phía Israel có nói rằng tòa nhà bị tấn công hôm 1 tháng 4 chỉ là nơi ở của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chứ không phải đại sứ quán và cũng không có vai trò lãnh sự. Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, sau đó nói rằng Israel phải và sẽ bị trừng phạt vì vụ tấn công, cho rằng vụ không kích hôm 1 tháng 4 là một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Ngoài cuộc tấn công vào Damascus, Israel còn bị cáo buộc ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran kể từ năm 2010 trong nỗ lực phá hoại tham vọng năng lượng hạt nhân của Tehran. Lý giải nguyên nhân Iran đánh trả đũa Israel hôm 13 tháng 4, ông Jonathan Panikov, giám đốc sáng kiến an ninh Trung Đông Scopeworks của Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định rằng Iran thực sự đang tìm cách khôi phục khả năng răn đe. Dân Iran, chúng tôi không muốn chiến tranh, phải tránh bằng mọi giá. Trước viễn cảnh Israel trả đũa việc Iran nã tên lửa và triển khai máy bay không người lái UAV tấn công vào Israel hôm 13 tháng 4, hiện một bộ phận dân Iran rơi vào tâm lý bồn chồn, lo lắng, cho biết họ không muốn xảy ra một cuộc xung đột với Israel, theo hãng tin Reuters. Ông Hashem Ghiasi, một giáo viên tại thành phố Amman, miền bắc Iran, nói rằng một cuộc trả đũa của Israel nhằm vào Iran sẽ là tin vô cùng xấu đối với người dân nước này. Áp lực kinh tế sẽ gia tăng, sự an toàn của người dân cũng bị đe dọa. Chúng ta phải tránh xung đột bằng mọi giá. Tôi không muốn chiến tranh. Nếu chiến tranh nổ ra, sẽ không có nơi nào an toàn cả. Và làm sao tôi có thể bảo vệ gia đình mình? Ông Ghiasi nói. Bà Pavane Khani, một nội trợ 37 tuổi ở thành phố Yazd, miền trung Iran, nói rằng bà lo ngại đòn trả đũa của Israel có thể tổn hại nền kinh tế Iran, vốn đã suy yếu sau nhiều năm bị trừng phạt. Người Iran chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều trong những năm nay. Chiến tranh chỉ mang lại thảm họa. Chồng tôi là công nhân nhà máy. Chúng tôi thậm chí không có đủ tiền để mua nhu yếu phẩm, chứ đừng nói đến việc dự trữ, bà Khani nói. Theo Reuters, nền kinh tế Iran trong những năm qua vô cùng ảm đạm khi tỷ lệ lạm phát cao đến mức kỷ lục 50%.
giá thực phẩm, nhà ở, nhu yếu phẩm cao ngất ngưỡng, đồng tiền mất giá. Cảm giác lo lắng của người dân còn tăng lên khi một số chính phủ phương Tây bắt đầu sơ tán gia đình các nhà ngoại giao, khiến những người Iran lớn tuổi nhớ lại bầu không khí sôi sục trong những năm chiến tranh với Iraq năm 1980 và trong thời kỳ hỗn loạn của cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Kỹ sư về hưu Mohammad Riza ở thủ đô Tehran nói rằng người nước ngoài rời khỏi Iran dấu hiệu cho thấy Israel sẽ tấn công. Chúng tôi sẽ bị cô lập hơn, chúng tôi sẽ khốn khổ hơn. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trước căng thẳng Iran-Israel. Trước diễn biến căng thẳng giữa Iran và Israel, nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc. Các quốc gia, tổ chức quốc tế cũng đã đưa ra lời kêu gọi các bên kiềm chế. Cụ thể, Tổng thống Iraq Abdel Latif Rashid vào ngày 14 tháng 4 đã kêu gọi giảm căng thẳng ở Trung Đông sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran và Israel, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột lan rộng. Trong tuyên bố, ông Rashid cho rằng cần phải giải quyết cuộc xung đột ở Gaza và tìm giải pháp cho vấn đề Palestine vì đây là yếu tố cơ bản cho sự ổn định của khu vực. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Rafdollahian. Trong đó, ông Fidan nhấn mạnh Ankara không muốn căng thẳng leo thang hơn nữa trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran cho hay chiến dịch tấn công đáp trả của nước này nhằm vào Israel đã kết thúc, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không phát động chiến dịch mới trừ phi bị tấn công. Trong một động thái liên quan, Saudi Arabia, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ngày 14 tháng 4 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiều hướng leo thang quân sự gần đây ở Trung Đông sau cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có của Iran và lãnh thổ Israel đêm 13 tháng 4. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lên tiếng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng tiềm năng của tình trạng leo thang căng thẳng và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa. Tuyên bố của cơ quan này hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp và ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao UAE ra tuyên bố nêu bật mối quan ngại sâu sắc trước những diễn biến gần đây và sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang. UAE cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp đối thoại và ngoại giao, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC Jassem Mohammed Abu Dawi cũng khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ duy trì ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai những nỗ lực ngoại giao chung để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 14 tháng 4 bày tỏ hy vọng tình trạng căng thẳng giữa Iran và Israel sẽ không tiếp tục leo thang thành chiến tranh, đồng thời kêu gọi hai nước kiềm chế và duy trì hòa bình. Còn tại Mexico City, phát biểu của Tổng thống Obrador trên mạng xã hội X khẳng định chiến tranh là phi lý bởi sẽ không mang lại bất cứ lợi ích gì ngoài khổ đau và chết chóc, không chỉ đối với dân thường mà còn cả giới tài phiệt hay những nhóm hiếu chiến. Tổng thống Obrador nhấn mạnh chính phủ Mexico ủng hộ hòa bình và tình hữu nghị, đồng thời trích dẫn câu châm ngôn cho rằng chính trị cũng như nhiều công cụ khác được phát minh ra để tránh chiến tranh và mục tiêu này không nên bị lãng quên. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nam Phi ra tuyên bố bày tỏ đặc biệt quan ngại trước những diễn biến ở Trung Đông sau hành động trả đũa của Iran nhằm vào Israel. Dẫn tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres liên quan đến một mối nguy hiểm thực sự về leo thang tàn khốc trên toàn khu vực, Nam Phi hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng ở một khu vực đặc biệt mong manh. Đồng thời, Nam Phi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hành động để theo đuổi nền hòa bình bền vững và công bằng cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, chính phủ Nam Phi cũng đề nghị phải triển khai lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tiếp cận nhân đạo khẩn cấp ở Gaza, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.